Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Việc xuất khẩu đã thuận lợi hơn nhờ các sàn thương mại điện tử và có thể đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, thông tin từ Bộ Công Thương. Và doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam duy trì mức tăng trưởng trên dưới 25% mỗi năm. Còn theo Amazon Global Selling, số lượng sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam bán ra trên Amazon tăng hơn 300% trong năm qua. Và hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện đang xuất khẩu thông qua Amazon, với số lượng doanh nghiệp đạt doanh thu hàng năm trên 1 triệu đô la Mỹ tăng gấp 10 lần